Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay em sẽ xuống Phú Xuyên, Hà Nội. Em sẽ lắp một bộ dàn các bác nhé. Các bác cùng theo dõi những đoạn video về sau này. Thì hôm nay em có đi lắp bộ dàn này thì điều đặc biệt là bác chủ sẽ ghép một trong những thiết bị mà phải nói là tốt và cao cấp ở bên em. Đó là con cục đẩy Class TD đấy các bác, 820 và đôi loa KT12. Với hai thiết bị này thì bên em cũng đã là lên video test rất là nhiều rồi. Thì hôm nay sẽ mời các bác cùng xem một lần nữa cái bộ đôi kết hợp như thế này. Cục đẩy AP chạy Class TD các bác nhé, AP 820. Đây là bộ cấu hình của bác lấy. Bác lấy thì cũng nói chung là cũng hơi nhiều thiết bị, vì muốn tinh chỉnh cho nó dễ tinh chỉnh thì bác có con ấy, con 231 với con X3000. Vang số ở đây là sử dụng con K6000 đấy. Và bên em sẽ đi thi công trực tiếp cho bác. Bác có mua thêm giá treo loa đấy. Và ok, các bác cùng theo dõi những đoạn tiếp theo các bác nhé. Thì em đang đi thì đường nó rất là sóc, rất là máy quay nó không được đẹp. Rồi ok, các bác xem tiếp. Loa KT12. Các bác cùng xem cậu Tùng đấu dây các bác nhé. Một cộng một trừ. Rất là nhanh. Đây là con APXLS 820. Con này rất là đẹp luôn các bác nhé. Chạy Class TD. Rất là đẹp. Vẫn là vang K6000 các bác nhá. Vang K6000. Và súp Cali SVK112. Chiếc súp rất là hay từ trong gia đình. Đôi loa KT12 FT1. Đôi loa từ neo các bác nhá. Từ neo. Rất đẹp, những đôi này rất đẹp, cứng cáp. Cắm súp. Anh có mang cái súp dây không? Có anh ạ. Chưa cần xét nữa đã rồi. Chủ ơi, cũng hay xem kênh Thắng Cao à. Ghê. Kênh Thắng Cao lọt top luôn. Thank you.
trở về đây lúc đêm thường, giấc mắt chờ mưa phố xưa buồn đành, có một tình xưa ngày xưa bao nhiêu kỷ niệm bên tai, một tình yêu thoáng trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu có người thương hôm nhân về tiếng buồn trên đầu cây mộng đưa không quên anh đồng vắng vắng ngọn đèn đêm đứng yên vui đau cô đến cô đi cho là cùng đã thấy là nhà bác chủ mới xây rất là đẹp các bác nhé, nhà ba gian rất là đẹp, và điều đặc biệt là đôi KT12 biểu diễn quá là tốt. Các bác có thể ở tận ngoài bên này, các bác có thể nghe thấy là tiếng vẫn rất là sắc nét. Phải nói là đôi KT12 này phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Nó sử dụng một bát neo và check neo nhé, từ neo là phát rất xa và tiếng rất là sáng, kể cả tiếng ca sĩ rồi tiếng nhạc tí tách, tiếng ca sĩ thì rất là sáng. Các bác có thể thấy là rất là ok. Với đôi KT12 này thì giá rất là bình dân, chỉ có 9 triệu 500 nghìn đồng thôi, nhưng mà phải nói là chất âm vượt xa tầm tiền.